Rồi câu đầu tiên con, which, whose, what, where, con chọn cái nào? Which, câu who, B. What, where, câu B nha Bảo nha, cái này là con her. Câu số 2, moon, school, balloon, flood, flood, lũ lụt này, flood, đọc là flood. Wanted, needed, stayed, và waited, chọn câu nào? Chọn câu nào? Câu số 1. Đúng rồi, stayed. Sang câu tiếp theo, pollution, question, attraction, condition, chọn câu nào? Chọn câu nào? Dạ câu B. Rồi. Tiếp theo. How about gì? Đằng sau how about là một động từ thêm ing, chọn câu nào? Dạ câu B. Rồi, tiếp theo, can you turn gì? Turn gì? Turn gì? Turn on là mở tivi, turn off là tắt tivi. Sang câu số 3, chúng tôi quyết định không đi ra ngoài để ăn tối. Chúng tôi quyết định không đi ra ngoài ăn tối. Dạ câu B. Bởi vì chúng tôi quá mệt, chọn câu B. You haven't eaten your pudding. Đây là câu hỏi đuôi nào con? Ở đây có have thì chúng ta xài đây là have hoặc has thì hiện tại hoàn thành đó. Chúng ta xài lại have has nhá. Ở đằng trước nó phủ định đằng sau khẳng định con ạ. Have you, have you. Sang câu số 5, you must listen to talk. Bạn phải nghe cẩn thận á. Bây giờ nói cho cô này, listen động từ thường. Mà sau động từ thường chúng ta phải xài một trạng từ. Cho nên ở đây các bạn phải xài trạng từ nhá. Bạn phải nghe cẩn thận trước khi trả lời câu hỏi. Rồi, chọn trạng từ có ly đằng sau. Câu số 6, bạn nên có một cái gì, bạn nên nhờ ai đó để kiểm tra đường dẫn ống nước hàng tháng. Ai, thợ sửa ống nước là cái nào? Thợ sửa ống nước đâu? Cái nào là thợ sửa ống nước? Câu D. Câu D hả? Câu B. Plumber, plumber, chứ bờ bị cấm á. If we pollute the water, nếu chúng ta làm ô nhiễm nước thì chúng ta sẽ sao? Dạ câu B, A. Rồi, điều kiện loại 1, Bảo chẳng thấy trả lời gì hết, không hiểu bài đúng không? Sang câu số 8, đằng sau subtract động từ thêm ing rất dễ nhá. Cleaning. Rồi, sang bài số 1, chia động từ trong ngoặc nào? Có điều kiện loại mấy đây? Dạ loại 1. Loại 1. Ở đây sẽ là gì? Dạ will have. Rồi, will have a. Will have a. Rồi, câu số 2, sin cộng với 5 là gì? Hiện tại hoàn thành nè. Chọn câu nào? Đây gì? Đây gì? Đây have a live the. Đây have a live the. Sang câu số 3. Giáo viên đề nghị rằng anh ta nên học hành chăm chỉ anh ta sao? Should learn. Đúng rồi, nếu mà có câu đề nghị ở đây, subject đây chúng ta phải xài should learn. Bảo có nghe không? Should learn. Sang câu số 4, why don't we? Why don't we? Đằng sau why don't we đây là câu đề nghị con. Đằng sau why don't we là động từ nguyên mẫu đó. Why don't we gì? Why don't we organize? Organize thôi. Rồi, xuống bài dưới này, Tết hoặc là gì? Tết hoặc là Tết âm lịch á. Dịch nha, dịch bài nha. Tết hoặc gọi là Tết âm lịch, Lunar New Year là một cái lễ mà quan trọng nhất trong năm mà gì nó bắt đầu từ đầu tháng từ cuối tháng 1 tới đầu tháng 2. Là Tết là thời gian cho ra thành viên gia đình đoàn tụ nhá, những người mà đi xa tụ tập lại. Và sự chuẩn bị và tổ chức trước đó cả tháng, nhưng mà ngày nay thì ngày lễ này nó ngắn hơn nhiều. Tuy nhiên thì nó có những cái gì? There is great excitement building up before Tết. Streets are decorated with colorful lights and red banners. Shops are full of goods. People often buy gifts, clean and decorate their house and cook traditional foods for Tết. On the first day of Tết, people try to be nice and polite to others. They visit their relatives or friends and exchange New Year wishes. Children receive the lucky money inside dress envelope.
Many people go to the pagoda to pray for a happy new year for themselves and their family. That is really a time for a time of fun and festival throughout the country. Câu 1. Tết. Holiday là xuất hiện vào cuối tháng 1 đầu tháng 2, đúng hay sai? Yes or no? Yes or no? Cái này yes or no? Yes. Yes gì trả lời bảo? Yes gì? Yes gì? Yes. I do. I do á? Tết là ít thôi. Yes ít gì? Yes is the. Con đường được trang trí với cái gì? Suy nghĩ nhá. Câu số 3. What do Vietnamese people often do to prepare a for Tết? Câu số 4. Where do many people go to pray for a happy new year? Rồi đấy. Rồi, hãy đi, cô đi lấy sữa cho em gái. Những con đường được trang trí với cái gì nào? Bảo nào. Con đường được trang trí với. Chỗ nào có street á? Đây, viết từ đây tới đây thôi. Dễ thế làm gì nữa? Nhá. Yeah. Câu tiếp theo nào. À, người Việt Nam á thường chuẩn bị cái gì cho Tết nào? Tìm chỗ nào có từ chuẩn bị nào? Đâu? Mọi người làm gì? Chuẩn bị cho Tết. Nhi. Đoạn nào? Họ làm gì để chuẩn bị cho Tết? Dạ. They used to be spread over money. Cái này phải không? Dạ. Rồi. Bảo câu 4. Mọi người làm cả mọi người gì? Đi đâu để mà cầu nguyện một năm mới tốt lành? Đâu chỗ nào có đi cầu nguyện á? Đâu đây, đâu đâu. Chép từ đây tới đây là có điểm nhá các. Nghe chưa? Rồi xuống bài dưới nào. Xuống bài dưới. À đây tức là làm gì? Hoàn thành câu thứ hai mà nghĩa tương đồng với câu thứ nhất. Họ vừa mới bán ngôi nhà cũ đó. À, bây giờ người ta đưa ngôi nhà cũ ra đầu câu phải làm gì đây? Nói cô nghe. Đây là dạng bài tập gì? Dạng bài tập gì bảo? Câu gì? Câu gì? Câu gì nhỉ? Bác sĩ voi á. Bác sĩ voi là câu gì?
Nhi xác định thì cho cô thì đây. Have a trestle. Thì gì? Dạ, hiện tại hoàn thành. Rồi, hiện tại hoàn thành có bị động như thế nào? Dạ, chúng là cộng have cộng bin cộng với phước 3. Đúng rồi. Rồi, Bảo làm câu trên. Bạn đọc cho rồi đáp, bạn đọc cho công thức rồi việc làm câu trên đi. Ngôi nhà cũ là số ít, xài hết cho cô. Hết trước cho cô đã. Rồi, kẹp cái gì vào? Kẹp cái gì vào đó? Bin vào, động từ cột 3. Show, 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 sell, show, show. Buy them khỏi viết. Sang câu thứ hai, xác định loại câu nào? Bài tập gì nào? It's rain heavily. Trời mưa rất to, trời mưa to. Vì thế chúng tôi phải ở nhà. Rồi, chuyển sang because. Câu này dễ nhé Bảo. Bởi vì cái gì nào? Bởi vì cái gì? Because rain heavy. Because trời mưa to. It's rain heavily. Phải we had to stay at home. Xong, sang câu số 3. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên tắm vòi hoa sen để tiết kiệm nước. Chúng ta nên tắm vòi hoa sen để tiết kiệm nước. Sang câu đề nghị subject động từ thêm ing nào? Bảo đọc luôn đi. Subject động từ thêm ing nào? Tôi đề nghị nên. À, tôi đề nghị là làm cái này. Làm cái gì đây? I subject gì? Take gì? Taking shower. Taking shower. To save water. Sang câu số 4. Unless là nếu không, Bảo bị Covid rồi. Nhá, unless nó bằng với if not đó bạn Nhi, làm câu này nhá, dịch đi con. If not nó bằng với unless con ạ. Bằng với unless nếu không. Bây giờ này, anh ta nếu anh ta không uống thuốc đó thì anh ta sẽ không cảm thấy tốt hơn. Rồi bây giờ chuyển sang if con, Nhi chuyển nào. If gì? If he doesn't. If he doesn't đây là loại 1 rồi. If he doesn't. If he doesn't take pill. Rồi, đằng sau viết y chang, không có gì thay đổi hết. He won't be better. Rồi, sang câu bài số 4 là mã nào. Bài này là bài work form con ạ. Viết cái correct form là viết cái dạng đúng của động từ chọn, của những cái từ ta cho trong ngoặc. Bây giờ câu số 1 nào, electric. Electric gì? Bây giờ điện chúng ta nói từ gì ha? Ga nước là rất đắt. À không đắt nhưng mà cần thiết. Điện là electric gì? Electric city là điện, nói điện ấy, điện này, điện mình xài đấy, electric city. Nghe chưa? Rồi câu số 2 chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên nào? Resources là gì? Là danh từ trước, danh từ là một tính từ, chúng ta sẽ biến cái từ nature thành gì? Nature gì? Bảo. Nature gì? Tính từ là gì? Natural, natural nhá, natural. Sang câu số 3, chúng tôi làm giảm cái lượng rác để bảo vệ môi trường. Môi trường là gì nhỉ Nhi? Môi trường là gì? Environment. Ok. Câu số 4, cô ấy cực kỳ hài lòng vì cô ấy đã đỗ kỳ thi nào. Please là tính từ rồi, bây giờ chúng ta đang thiếu một trạng từ ở đây. Chúng ta đang thiếu một trạng từ các con nhá. Chúng ta có tính từ rồi, chúng ta thiếu trạng từ extreme gì? Extremely. Extremely, ok chưa? Extremely. Xong nhá. Xong đề tiếp theo. Chờ xíu cô lấy đề tiếp theo. Lâu cũng bỏ học nghề hả?